thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho ban thành phố, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, các cơ quan thông tấn, báo đài từ trung ương đến địa phương, cũng như là tất cả quý khách đã dành thời gian đến tham dự lễ khai mạc hội chợ triển lãm nuôi trồng công nghệ chế biến nông lâm thủy sản sản phẩm Việt Gáp Phú Kết, và cũng như tham gia phiên chợ khuyến mãi năm 2023 ngay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao của quận Tân Bình.